Đây là phần cốp để đồ đằng sau. Nó còn rất là đẹp và sáng các bác nhá. Đây các bác xem này. Mới không ạ? Phải nói là bên em toàn hàng chất lượng nhá. Phải hàng đẹp. Hàng còn cực kỳ chất lượng thì bên em nhập vào nhá. Đây các bác xem này. Em quay rất là chi tiết cho bác này. Đúng không ạ? Toàn bộ đây lỉ nguyên bản này. Âm thanh dòng này rất là hay luôn các nhá. Cam lùi này, led căng luôn. Led căng luôn đấy ạ. Quá đẹp luôn. Vâng, em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe ở đây. Sau đây em quay chi tiết tổng thành cho bác xem mẫu xe này. Dạ vâng. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhá. Đây là phần ghế da, là ghế da zin nguyên bản của nhà máy từ đầu các nhá. Ở đây các bác nhìn này, không phải là bị nhân đâu các nhá. Đây là cái ghế, cái dòng xe này nó như vậy, nó có cái kiểu nhân để thẩm mỹ nhá. Nó rất là sang trọng luôn ạ. Ghế da zin nguyên bản này. Đó, đặc biệt hơn nữa là cái bộ ghế này các nhá. Cái bộ ghế của cái dòng xe này nó khác với dòng xe khác hoàn toàn luôn, là tại vì sao ạ? Nó ngồi rất là êm luôn các nhá, nó ngồi cực kỳ êm luôn ạ. Có vùng điều hòa đằng sau này. Đầy đủ luôn này. Đó, từ những phần trần đây rất là mới và đẹp này. Lỉ đằng sau đây. Toàn bộ táp ly đồng đều với nhau là zin đét luôn ạ. Đó, rất là mới luôn. Một mẫu xe sang trọng nhá, cùng phân khúc với Toyota Camry luôn. Đây các bác nhá, mở cửa này các bác này. Các bác mở cửa nhá, các bác phải ấn cái này nhá. Các bác phải ấn cái này mở cửa này. Đó. Quá chất lượng luôn. Toàn bộ đây. Keo chỉ đây nhá, keo chỉ là zin cả xe này, rất là đẹp luôn này. Các bác nhìn những con ốc này, còn nguyên bản vết sơn nhà máy giấu này còn chưa cả vặn ra này. Nói chung là bên em thì toàn hàng chất lượng luôn các nhá. Em quay này các biết các bác đã cảm nhận được con xe này nó đẹp như thế nào rồi đúng không ạ? Đó, các bác đã nhìn được đúng không ạ? Các bác có thể xem trong điện thoại hoặc là tivi thì các bác cũng đã cảm nhận được xe quá đẹp rồi. Toàn bộ những con ốc đây. Các bác nhớ ốc này còn chưa vặn này, để em quay sát được sạt luôn này các bác xem này. Chưa vặn luôn nhá, ốc cánh cửa zin nhá. Từ những bậc lên xuống đây ạ. Nhiều con xe là bị xước hết này, nhưng mà con xe đây có bị xước không ạ? Nó không bị xước luôn, đây không phải sơn lại nhá. Nếu mà sơn lại thì nó sẽ nhìn nó khác hoàn toàn luôn. Đây là sơn zin luôn. Xe đẹp lắm các bác, em quay rất là chi tiết từng những phần ngóc ngách nhỏ nhất để các bác cảm nhận nó còn đẹp như mức độ nào nhá. Đầu tiên là ghế zin nguyên bản này. Và các bác xem đây, tất cả đây những cái phần đây để chai nước này các bác này, những cái phần này rất đẹp này, nguyên bản này. Đó. Đã độ lên màn hình Android đa chức năng kết hợp cam lùi. Và dòng này được trang bị một dàn âm thanh cực kỳ hay luôn. Đó. Điều hòa auto nhá, điều hòa tự động rồi. Một mẫu xe trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại và rất là bền bỉ nhá. Dòng này thì rất là bền rồi. Phân khúc hạng sang nhá. Đó, cùng với phân khúc của Toyota Camry. Đây ạ, phần táp lô đây, các bác xem này. Táp lô này, các bác nhìn mới không ạ? Dạ vâng, mẫu xe được mang tên là Nissan Terra, sản xuất năm 2010, số tự động. Đó, một mẫu xe hạng sang nhưng mà giá rất là rẻ nhá. Họ đè lổ laptop này. Đó, giá chỉ bằng một con Vios thôi. Các bác không thể ngờ rằng nó rẻ như vậy mà nó còn siêu chất lượng luôn, cực kỳ chất lượng, đi êm du luôn ạ. Em đảm bảo luôn các bác ngồi lên con xe này các bác đi thích luôn. Cái độ êm của con xe này thì rất là thích luôn, mượt coi nhá. Rất là mượt luôn. Đây ạ. Hàng ghế bên này đây, toàn bộ táp ly này, đồng đều như nhau này. Có tì để tay này và để chai nước này, đúng không ạ? Để nước đây. Mới không ạ? Mới đẹp lắm các bác nhá. Giữ được bộ ghế da zin này cũng không phải là đơn giản đâu các bác nhá. Chủ xe phải cẩn thận, ít dùng thì người ta mới giữ được đẹp như này. Vô lăng tích hợp bàn phím này, có chế độ ga tự động nhá, ga tự động luôn. Đây này các bác đi rất là thích. Trang bị gương kính chỉnh điện này, túi khí này, phanh ABS đầy đủ luôn này. Điều hòa tự động này, chốt cửa tự động này các bác nhá. Có đề lỗ laptop này. Màn hình âm thanh cực kỳ hay luôn, âm thanh vũ trường luôn ạ. Màn hình đa chức năng kết hợp cam lùi và cảm biến lùi luôn, cực kỳ chất lượng. Đây em vào lại cái phần cam cho bác xem này, led căng luôn này. Đó. Màn hình thì màn hình cảm ứng luôn các nhá. Đó, cảm ứng luôn này, em tắt nhạc đi này. Cảm ứng luôn này, đầy đủ luôn. Tất cả những phần táp lô này đẹp lắm các bạn, xe đẹp lắm. Đây các bác xem những phần vô lăng này có mới không ạ?
nó mới, nó zin, nó đẹp. Quá đẹp luôn. Cực kỳ chất lượng. Sau đây em quay chi tiết tổng thành cho bác xem bên ngoài mẫu xe này nhá. Bên ngoài này các bác nhìn thấy nó dài, nó rất là dài luôn ạ. Nhiều, rất là nhiều bác bảo cái dòng này, cái form dáng của cái dòng xe này đẹp hơn Camry nhá. Đó, còn các bác cảm nhận thế nào có thể bình luận bên dưới nhá. Đây các bác nhìn cái form nó rất là dài, nhìn nó mượt. Đi thích lắm các bạn, êm, du. Đằng sau có cảm biến này. Một mẫu xe cực kỳ bền bỉ và nổi tiếng rồi nhá. Có cái dòng này thì rất là nổi tiếng luôn và siêu bền bỉ luôn ạ. Cực bền luôn đấy ạ. Quá đẹp luôn. Mấy mức giá rất là vừa phải thôi. Bao nhiêu ạ? 316 triệu các bác bảo có rẻ không ạ? Quá rẻ luôn ạ. Đó, cái dòng xe này ngày xưa là mua mới là hơn 1 tỷ không nhá. Hơn 1 tỷ luôn. Đó, xe hạng sang mà các bác nhá. Xe hạng sang luôn. Quá đẹp luôn ạ. Các bác nhìn cái form nó thích như này cơ mà. Form nó dài. Dài đường luôn ạ. Sau đây mời các em xem phần cốp đồ sau nhá. Mẫu xe còn cực kỳ chất lượng. Dạ vâng, tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho bác nhá. Là xe không lưu động, không gặp nước. Và cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ những cái mẫu xe nhập vào. Xe phải thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em nhập vào nhá. Đó, nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe. 316 triệu thôi nhá. Ở mẫu xe này bên em chào bán được giá là 316 triệu. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em vào số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhá. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang. Vâng, sau đây em mời bác em xem phần khoang máy động cơ. Máy nó lổ êm du luôn ạ. Máy nó cực kỳ êm luôn. Em khẳng định luôn nhá, các bác ngồi trong xe không nghe tiếng máy lổ luôn. Nó lổ êm du luôn ạ. Một cái dòng xe rất là thương hiệu rồi. Quá nổi tiếng rồi. Máy đây ạ. Máy êm du, hầu như chỉ nghe tiếng ồn ào bên ngoài thôi. Còn con xe này nó lổ êm lắm các bạn. Quá êm luôn. Các bạn xem tất cả những phần kia mới như kia mà. Lổ êm du luôn. Sao không? Đó là tổng thành cái xe Nissan Terra các nhá. Một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.